chú thích tự động. Thì ví dụ như là cái video này là con trai Huy nó nói thuyết trình tiếng Anh, nó rơi vào khoảng độ tầm 10 phút. Nếu như mà mình làm chú thích bằng tay thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà với chú thích tự động này thì chúng ta sẽ rất là nhanh. Đây, ví dụ như ở đây. Đấy, nó sẽ ra chú thích tự động luôn và nó giống như là chúng ta hát karaoke vậy. Đấy, thì sẽ chọn một cái dự án khác. Thì ở đây là video của thằng bé này, nó nói tiếng Anh. Được chưa ạ? Mình có thể chọn tiếng Việt nếu mình muốn. À, đặc biệt tiếng Việt thì nó làm rất tốt. Ở đây là nó nói tiếng Anh thì nó đi chọn tiếng Anh. Được chưa ạ? Rồi. Khi mà chọn tiếng Anh ấy thì sau đó thì chúng ta có thể chọn mẫu. Chọn những cái mẫu, ở đây là mẫu Pro nha. Đây là Pro là mất tiền nha. Đấy, tuy nhiên thì trong đấy nó có rất nhiều những cái mẫu gì ạ, miễn phí. Đấy, chúng ta có thể chọn những cái mẫu miễn phí này. Được chưa? Ở đây thì nó có chú thích song ngữ cả tiếng Anh tiếng Việt thì chúng ta có thể lựa chọn ở đây, được chưa ạ? Ở đây chúng ta có thể xác định từ được điền, tức là gì ạ? Nếu như mà có những cái đoạn đệm, được chưa ạ? Những cái từ đệm và những cái từ, những cái đoạn mà nó không nói gì thì nó có thể nó xóa bớt đi, được chưa ạ? Tính năng này mình dùng rất là hay, bởi vì có những lúc mà nó ngồi im nó không nói, hoặc là một vài giây nó không nói gì thì nó sẽ tự động nó xóa đi. À, chúng ta nhấn vào phần tạo. Dạ. Tức là ví dụ mình đang nói này, xong mình quên mất, mình gãi đầu gãi tai, mình im mất khoảng độ hơn một giây trở lên thì nó tự động ngắt cái phần đấy, nó cắt phần đấy. Ở đây anh chị em thấy nha. Nó có phần là xóa 60 61 clip này. Đấy, thì mình sẽ xóa đi những cái clip mà gì ạ? Mà nó không có âm thanh, tức là lúc đấy nó đang nghĩ, hoặc là mình dừng lại mình không nói gì, được chưa ạ? Rồi ở đây nó hỏi mình có xóa chú thích hay không, tức là mình xóa xóa video đấy, nhưng mà đôi khi trong cái video đấy nó vẫn có những cái âm thanh, nó vẫn có những cái lời nói thì có xóa đi không. Thì ở đây mình nói là gì ạ? À, một là không xóa chú thích đấy, hai là xóa cả hai, xóa cả video xóa cả chú thích. Chú thích nữa là cái lời đấy, được chưa ạ? Thì mình xóa cả hai thì nó sẽ giảm đi, xong mình nhấn vào gì ạ, đã xong, được chưa ạ? Đó, như vậy ở đây là gì ạ, là nó vừa có cái phụ đề này, được chưa ạ? Ở đây nó có dịch tiếng Việt này, được chưa ạ? Đấy, được chưa ạ? Đấy, rất là nhanh và nó ra được phụ đề cho cả cái video dài 23 phút, được chưa ạ? Rất là nhanh và rất là đẹp. Và chúng ta cũng có thể là gì ạ, chọn phong cách cho chú thích. Ừ, các chú thích nó sẽ có những phong cách khác nhau, chúng ta có thể lựa chọn các phong cách khác nhau. Đấy, được chưa ạ? Khi mà có cái chú thích như này thì cái người xem video ấy họ sẽ rất là chú ý đến cái lời nói của mình, đến cái câu nói của mình. Bởi vì sao ạ? Nó có cái sự thay đổi. Chứ còn nếu mà mình cứ ngồi mình nói như này, nó rất là chán, đúng không ạ? Vì vậy là cái việc mà sử dụng chú thích này và thay đổi cái phong cách của chú thích này là cực kỳ quan trọng. Và nó làm cho video của mình hấp dẫn hơn, hay hơn rất là nhiều. Ok không ạ? Nhá. Tuy nhiên khi mà mình nói thì mình nói cần nói đúng chính tả. Đấy, nó đúng kỹ thuật, nói phải tròn vành rõ chữ thì nó mới bắt được tiếng Việt. Tiếng Anh thì nó bắt khá tốt rồi. Tuy nhiên tiếng Việt thì mình phải nói rất là rõ, rất là chuẩn. Mình mà nói sai chính tả một phát nó bắt sai ngay. Cứ là ná na rồi là các thứ là nó nói sai phát là nó bắt sai ngay. Và khi bắt sai mà lại ra phụ đề phát là lộ hết. Đúng không ạ? Lộ hết coi như là mình nói ngọng. Đấy, anh chị em nào mà hiện nay mà còn nói ngọng L với N, rồi là nói ngọng về âm em đấy, thì hãy liên hệ ngay với Trần Phương để tham gia vào lớp học để mà sửa những cái lỗi như vậy. Khi chúng ta là những chuyên gia, chúng ta muốn giới thiệu về những cái kiến thức mà mình có, thì cái việc đầu tiên đó là mình phải có một cái giọng nói nó ít nhất là nó không bị quê,
Đấy, cái giọng nói nó phải sang, nó phải rõ. Đấy, phải sử dụng được giọng bụng. Nói nó phải vang. Đấy, nói lâu nó không bị mệt, nó không bị đau cổ họng, kiểu kiểu vậy. Thì hãy liên hệ với Trần Phương để mà dạ, để được vào cái lớp học về giọng nói thật nhanh, cái lớp đấy đang đang chạy rồi nha. Ok nha. Thì đấy là cái gì ạ? Cái về mẫu chú thích tự động, được chưa? Rồi chúng ta có thể thêm lời bài hát tự động. Tất nhiên là với những cái video âm nhạc ấy, hiện nay thì có rất nhiều người sử dụng cái video âm nhạc sau đó là thêm lời vào và up lên trên trên YouTube để mà thu hút được cái lượt view. Thì thay vì chúng ta phải chỉnh sửa từng ly một tí một thì ở đây là chúng ta có thể thêm lời bài hát một cách hoàn toàn tự động, được chưa? Nó tương tự như là thêm văn bản thôi. Ở đây thêm một cái nữa là chúng ta có thể là vẽ. Đấy, chúng ta có thể vẽ vào đây. Đấy, chúng ta có thể thêm màu sắc, chúng ta có thể vẽ vào đây. Đấy, thì khi mà cái này nó chuyển động ấy thì nó cũng sẽ hiện cái hình vẽ của chúng ta lên đây, được chưa ạ? Đấy. Đấy, nó sẽ vẽ lên trên cái video này và khi mà vẽ lên thì chúng ta có thể có thêm các cái hiệu ứng cho cái hình vẽ đó. Đấy, chúng ta có thể nhân đôi thêm hiệu ứng động, nó phản chiếu, nó có đầy đủ các tính năng để mà chúng ta thay đổi cái hình vẽ này, được chưa ạ? Rồi. Như vậy là chúng ta đã đi xong phần chỉnh sửa phần văn bản. Được chưa? Tiếp theo là còn nhiều cái tính năng khác nữa mà chúng ta sẽ học vào chiều ngày mai. Ví dụ như là phần âm thanh, ví dụ như là phần lớp phủ. Đấy. Phần tỷ lệ khung hình thì chúng ta học rồi. Phần bộ lọc với tùy chỉnh chúng ta học rồi. Phần hiệu ứng thì chúng ta sẽ học vào ngày mai. Phần nhãn dán là chúng ta sẽ học vào ngày mai. Phần phông nền này thì chúng ta sẽ học vào ngày mai. Phần phông nền thực ra là chúng ta cũng học khá khá rồi. Thì đây là những cái dạng những cái kỹ năng nâng cao nhá, những cái kỹ năng nâng cao thì chúng ta sẽ học nó vào ngày mai anh chị em nhé. Và sau ngày mai là chúng ta biết được là nó có cái gì. Trước khi mà chúng ta muốn chuyên nghiệp, chúng ta muốn chỉnh sửa, cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải biết rằng nó có cái gì và cái đó nó ở đâu. Để làm gì ạ? Để khi mà chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta biết lấy nó ở đâu và chúng ta biết rằng nó có cái chức năng đấy không. Nếu chúng ta không biết nó có chức năng đấy thì đôi khi chúng ta không gì ạ, không làm được. Nhưng chúng ta biết rồi, biết có chức năng đấy rồi, nhưng chúng ta biết lấy cái chức năng đó ở đâu. Ok không ạ?